शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि thiền rất là đặc biệt, chỉ có Đức Phật mới chế ra. Mình sẽ tìm hiểu những cái đề mục thiền này. Trước tiên là ngắm thức ăn đi đã. Thức ăn có ngon không? Mời mọi người. Thức ăn này. Ăn chay, ăn chay hay ăn mặn? Ăn chay. Để ăn mặn đi. Rồi mình sẽ bắt đầu vào tập thiền về niệm về thức ăn ha. Tu tập thường niệm bất tịnh đối với thức ăn là một trong những đề mục chứng đắc đến định cận hành trong giáo pháp của Đức Phật. Thì trong các pháp thiền nó có những cái pháp thiền thuộc về quán bất tịnh. Quán bất tịnh thì có thiền quán tử thi là bất tịnh. Quán về sự chết, quán về sự chết cũng làm cho mình nhàm chán, làm cho mình ghê gớm. Quán tử thi thì làm cho mình ghê gớm. 10 cái đề mục quán về bất tịnh thuộc về tử thi. Và bây giờ có một cái đề mục nữa cũng thuộc về thiền quán bất tịnh.
thì đó là thiền quán bất tịnh đối với thức ăn. Lúc mình có những cái mà mình nghĩ nó là đẹp nhất, đó là cái thân thể, thì mình lại quán cái bất tịnh của nó, bây giờ cái mà ngon ngon lành nhất nó là thức ăn. Mình cũng thực hành quán bất tịnh về thức ăn nữa. Thì thường thường có bao nhiêu loại thức ăn? Thức ăn thì có thức ăn cho thân và thức ăn cho tâm. Có cái loại thức ăn cho cái xác thân này, và có cái thức ăn cho tinh thần. Thì nếu bây giờ mình mà mình hàng ngày mình chỉ nuôi sống cái xác thân này thôi mà mình không cho tâm ăn thì nó có sống không? Không cho tâm ăn thì tâm nó chết. Mà mình không cho cái thân này ăn thì cái thân nó chết. Bây giờ mình hàng ngày là mình phải cho cả hai cái ăn. Có bốn loại thức ăn A-ra-ha. Thức ăn để duy trì sự sống, đó là đoàn thực, thức ăn thuộc về vật chất nuôi dưỡng xác thân. Cái thức ăn này thì nó sẽ cung cấp được cái dinh dưỡng cho cái xác thân từ 1 ngày đến 7 ngày. Hàng ngày là mình phải ăn, mình có thể nhịn 1 ngày cũng được, nhịn 2, 3, 4, 5, 6 đến 7 ngày được. Nhưng mà nhịn quá 7 ngày là chết, nhịn quá 7 ngày là không còn gì nó nuôi dưỡng thân nữa, chết. Rồi nếu như mình mà ăn được vật thực của chư thiên thì mình có thể sống được từ 1 tháng đến 3 tháng. Có những người người ta sống, người ta nhịn cả tháng cũng được, có thể là có các vị thiên người ta cho cái vật thực chư thiên vào thức ăn thì cái đấy người ta sẽ sống được lâu hơn. Còn cái thức ăn ở cái vật thực mình ăn hàng ngày nó chỉ tái tạo ra được các cái thế hệ dinh dưỡng trong 7 ngày đó. Xúc thực là thức ăn tiếp xúc với cảnh trần, nuôi dưỡng các cảm thọ, nuôi dưỡng các cảm thọ. Chứ bây giờ cho mình ăn xong rồi mà không cho mình cái niềm vui thì mình có muốn sống không? Đó, tức là cái xúc thực để cho mình tiếp xúc với những cái mà mình thích. Đấy, khi mà ăn xong rồi, ăn no rồi thì lại phải đi nghe nhạc, đi ngắm cảnh, đi đây đi đó, tiếp xúc với những cái cảnh hài lòng. Đấy là cái sự xúc thực, xúc ví dụ như là con mắt mình tiếp xúc với cảnh sắc, tai mình tiếp xúc với âm thanh, mũi mình tiếp xúc với mùi hương, lưỡi tiếp xúc với vị, thân mình tiếp xúc với cái vật chất gì đó, ý mình tiếp xúc với một cái pháp nào đó, một cái tư tưởng nào đó, thì đấy nó là xúc. Hàng ngày mình có phải có cái sự tiếp xúc đối với cảnh trần như vậy thì mình không phải là chỉ có cái bụng này nó đói mà con mắt mình nó đói, mắt nó đói sắc, tai nó đói âm thanh, mũi nó đói hương, lưỡi này nó đói thức ăn, lưỡi thì nó đói vị, thân thì nó đói những cái xúc chạm, ý thì nó đói những cái cảnh, 50 cảnh trên đó. Đấy gọi là xúc thực. Hàng ngày nó còn ăn các cái cảnh đấy nữa. Cho nên rằng bây giờ mình trưng bày cái hoa này để làm gì? Để làm gì? Để mời ai? Mời cái ông lưỡi hay mời ông tai? Mời ông mắt? Mời ông mắt ăn. Còn hàng ngày trưng bày thức ăn để mời ai? Mời ông lưỡi, lưỡi ăn. Thì đấy là cái cảnh xúc thực. Nhưng mà bây giờ cái giảng đường xấu trí thì có ai muốn đến? Mà càng muốn cho đông người đến thì càng phải trưng bày cho nó đẹp đi. Thì người ta đến không phải là đấy, nhưng mà người ta đến ngắm cảnh. Bây giờ muốn cho chùa đẹp phải làm thật, muốn cho chùa đông khách phải làm cho thật đẹp lên đấy. Hay là bất cứ ở đâu vậy, người ta có muốn thu hút đông người đến, người ta làm cái cảnh thật đẹp lên để cho mọi người đến đấy thưởng thức cái gì? Thưởng thức cái cảnh đấy là gì? Thức ăn của các căn xúc thực. Và đến thức thực là tâm thức nhận biết cảnh, nuôi dưỡng danh sắc mức tái sinh. Thức tức là những cái tâm thức, cái tâm trạng của mình. Có những cái mà mình bây giờ đi làm cho cái tâm của mình nó vui, có lúc cái tâm của mình nó buồn, đấy là cái cảm thọ. Còn cái tâm, có những cái trạng thái tâm, có cái ví dụ như là bây giờ mình tức với ai thì mình khởi lên cái tâm sân, đấy nó là tâm thức. Cái tâm thức sân đấy nó cũng là một cái loại
thức ăn của tâm, cái thức ăn độc hạ. Có những cái nó khởi lên một cái tâm rất là thiện lành. Thế đấy cũng là một cái loại thức ăn của tâm. Ví dụ như mình trau dồi những cái tư tưởng tốt thì mình có nhiều cái tâm thức tốt, mình sống bằng những cái tâm thức tốt đấy, có những cái thức ăn bổ cho tâm. Thức ăn có những cái thức ăn nó bổ dưỡng cho tâm. Có những cái thức ăn nó hại cho tâm, cũng có những cái thức ăn nó bổ nuôi dưỡng, là bổ dưỡng cái thân, nó cũng có cái thức ăn nó làm cho cái thân thì sinh ra bệnh tật. Thì các cái thức ăn về tinh thần, có những cái thức ăn thì nó bổ dưỡng cho cái tâm, có cái thức ăn nó làm cho tệ hại cho cái tâm. Thì có nhiều cái trạng thái tâm, tâm thức, ví dụ như là có những cái tâm tham này, tâm sân này, tâm si, tâm thiện, tâm bất thiện, tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, có các cái tâm hành đấy. Thì những cái tâm đấy nó cũng là cái thức ăn, tâm thức nhận biết cảnh, nuôi dưỡng danh sắc lúc tái sinh, nên gọi là tâm thức, tâm vương, tất cả những cái thuộc về tâm vương nữa là tâm thức. Và có một cái thức ăn nữa là tư thực. Tư thực tức là những cái hành động tạo nghiệp ấy. Những cái hành động tạo nghiệp đấy nó cũng là một cái loại thức ăn. Ví dụ một cái người mà tạo nghiệp thiện thì là lúc đấy là nó đang giữ chữ cái lương thực cho một cái cõi sống, cho một cái kiếp sống an lành ở tương lai. Nhưng cũng có những người ta mình đang cố ý tạo những cái nghiệp bất thiện thì lúc đấy nó cũng đang giữ chữ một cái lượng lương thực để nó nuôi dưỡng một cái kiếp sống khổ đau ở trong tương lai. Ví dụ như bây giờ người ta cứ làm những cái việc cố ý tạo nghiệp tư thực, ví dụ như là mình có những người siêng năng đi làm những cái thiện nghiệp như bố thí, phóng sinh, giữ giới, hành thiền, lễ bái, cung kính, cúng dường, phục vụ, làm những cái thiện nghiệp đấy, đấy là mình đang cố ý tạo nghiệp. Thì cái tâm mình mỗi khi mình làm những cái việc này mình hoan hỷ, mà cái tâm đấy, những cái nghiệp mình đang tạo đấy, đấy nó cũng là một cái loại thức ăn, nó nuôi sống cái mạng sống, đấy là cái kho lương thực của mình, nó sẽ nuôi sống mình ở tương lai. Còn có những cái người thì suốt ngày ăn rồi đi sát sinh, đi trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, làm đủ cái nghiệp bất thiện, thì đấy là người ta cũng đang tích lũy những cái lương thực để người ta sẽ sống ở trong những cái cõi khổ đau trong tương lai. Những cái lương thực đấy thì họ sẽ sống ở trong những cái cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh trong tương lai. Đấy nó gọi là tư thực hay là cái thức ăn về tạo nghiệp. Thì con người bây giờ phải có bốn cái thức ăn này mới sống. Những cái sống ở cái thân người phải có đoàn thực, phải có thức ăn về vật chất, phải có xúc thực, phải có các căn tiếp xúc với các trần. Chứ bây giờ mình vừa mù này, vừa điếc này, vừa ngọng này, vừa câm này, vừa mất trí này, vừa mất hết cảm giác này, thì có còn là người sống không? Mất người sống, tức là lúc ấy nó mất cái thức ăn về xúc, không còn tiếp xúc với cái cảnh nữa, cái tâm nó không còn tiếp xúc với cảnh nữa là nó chết. Nhưng bây giờ mình có thức ăn, có được tiếp xúc, nhưng mà cái tâm thức nó không khởi lên, nó không còn khởi lên cái tâm thức nữa, mất hẳn tâm thức thì lúc đấy mình cũng không còn là người nữa. Thì nó cái xác thân nó trở thành vật chất, người ta đem đi chôn, người ta đem đi đốt, người ta đem đi làm gì cũng được, mổ xẻ cho con gì ăn được. Thì đấy là không có thức, là không còn sự sống, hoặc là không có tư, tức là không còn nghiệp. Là bây giờ mình đầy đủ mọi thứ vật chất, đầy đủ cuộc sống an nhàn, an vui, sung túc, nhưng mà nó hết nghiệp, nó hết cái nghiệp. Tức là trong quá khứ mình tạo cái nghiệp để được làm người rất là ít, mà tạo cái nghiệp để làm súc sinh thì nhiều. Thì bây giờ nó hết rồi, nó hưởng hết cái nghiệp rồi thì phải chết. Đấy là cái tư thực, cái thức ăn nó hết. Thì cũng, đấy là bốn cái loại thức ăn nuôi dưỡng. Thiếu một cái là mình sẽ chết trong cái bốn cái thức ăn này. Đoàn thực sinh ra chấp thủ dẫn đến nguy hiểm, và nó được ví như ăn thịt con. Khi mà ăn vậy thì bốn cái thức ăn này nó hấp dẫn khả ái, khả hỉ, khả lạc, hay nó là nguy hiểm, nó là nguy hại, vui ít khổ nhiều. Khi mình ăn thì mình thấy vui hay khổ? Khi mình ăn thức ăn ấy, mình thấy ăn thì nó có cái hạnh phúc vui sướng ở trong đấy, hay nó có cái khổ sở ở trong đấy, bất hạnh ở trong đấy?
Thì cái người phàm tục ở bên ngoài, người ta không hiểu đời thì người ta không hiểu đạo, thì người ta thấy rằng ăn là hạnh phúc, cho nên là người ta có liên hoan tiệc tùng, nhậu nhẹt, tụ tập ăn uống, thì đấy được gọi là ăn cái người đấy là, ăn giống như là ăn một cách phàm tục. Còn với cái người có trí thì ăn với cái tâm gọi là gắng gượng, ăn với cái sự đau lòng như ăn thịt con. Xúc thực sinh ra tham ái dễ dẫn đến nguy hiểm, ví như con bò cái bị nột da. Bây giờ mình ngắm cảnh ưa thích, đấy là cái tâm của cái người không biết đạo. Còn cái người có đạo, người mà hiểu pháp ấy, thì mình thấy các cái cảnh ấy, nó đập vào các căn, nó giống như là bị gai đâm, bị mũi đốt, bị bù lè chích, cảm thấy nó đau đớn ở các căn, chứ không thì nó không sinh ra cái tham ái đối với các cái cảnh trần. Tư thực sinh ra tham ái dẫn đến tái sinh, dẫn đến nguy hiểm, ví như hỗ than hực. Tất cả những cái hành động tạo nghiệp nó giống như là mình đang sống ở trong ngôi nhà cháy. Thức thực sinh ra tâm tái tục dẫn đến nguy hiểm, được ví như trăm cái cọc nhọn. Tất cả những cái tâm thức ví như là bị ăn những cái giáo mát nó đâm vào người. Tại sao lại như thế? Không hiểu gì hết. Đoàn thực tại sao lại được ví như ăn thịt con? Vấn đề ở đây này. Đoàn thực được ví như ăn thịt con. Trong kinh có một cái câu chuyện về tiền thân Đức Phật ấy. Trong một cái kiếp quá khứ đang đi qua sa mạc, thì lúc ấy có một người cha, một người mẹ và một đứa con dự định là đi qua sa mạc và đã mang đủ cái lương thực đi đường rồi, nhưng mà đi được một nửa đường thì hết lương thực, và lúc này thì người chồng thì bế đứa con trai và đói và đã đến cái mức kiệt sức không thể đi được nữa rồi, và nếu bây giờ cả ba chắc là sẽ phải chết. Cho nên người chồng với bế đứa con này bảo người vợ là đi trước đi. Thế nên người chồng rút dao ra định giết vợ để lấy thịt ăn. Thì cái đứa con nó ngăn lại, không được giết mẹ, cha không được giết mẹ. Bảo nếu không bây giờ cả ba chúng ta sẽ chết. Thế này cái đứa con bảo bây giờ thế này, bây giờ mỗi ngày cắt ở trên đùi con miếng, thế là mẹ miếng, bố miếng, thế là cứ đi mỗi ngày ăn miếng, thế là đủ sức để đi qua sa mạc này, chứ không được làm cái việc đó. Thế là cái hai vợ chồng bắt buộc phải làm như thế, cắt miếng thịt để đùi. Hai vợ chồng mỗi người miếng ăn, thế là có đủ sức để đi 7 ngày như thế, thì đi qua sa mạc ăn hết 14 miếng thịt. Thì trong khi ăn thì nó thế nào, trong khi ăn cái miếng thịt của đứa con này, thì nó có thấy ngon này, nhưng có thấy hạnh phúc không? Mà tại sao lại phải ăn? Bởi vì phải ăn để có sức mà đi qua sa mạc. Phải ăn để có sức mà đi qua sa mạc, không ăn thì chết. Vì muốn có sức để vượt qua sa mạc, cho nên phải gắng gượng mà ăn. Mỗi lần ăn là một sự đau đớn của đứa con. Thế thì một hành giả mà thọ thực cũng vậy. Bây giờ mình muốn diệt trừ được cái tâm tham đắm, muốn diệt trừ được cái thích thú, muốn vượt qua, vì bây giờ mình chỉ nghĩ là vì vượt qua cái bể khổ sinh tử này, cho nên mình phải ăn, cho nên phải ăn mà thôi. Thì cái pháp mà thiền quán niệm về thức ăn này là dành cho những cái người nào mà muốn đi đến niết bàn, muốn giải thoát. Thì bây giờ cái người muốn đi đến niết bàn, muốn giải thoát, buông bỏ hết cái sự đời trần thế, không có làm ăn gì nữa, hàng ngày ăn với cái sự gọi là ăn khất thực, ăn xin, ăn mài. Đấy, thì hàng ngày mình bắt buộc phải đi xin ăn, thì mình ăn với cái sự ăn gắng gượng, vì cái sự nuôi sống cái mạng này, vì nuôi sống cái mạng cho qua ngày qua tháng, vì muốn giải thoát khỏi cái bể khổ sinh tử này, cho nên gắng gượng mà ăn, chứ không phải là ăn với cái sự thưởng thức, không phải là ăn với cái sự tham đắm, không phải là ăn với sự thích thú, cho nên là không phải ăn với sự tiệc tùng, không phải ăn với sự vừa ăn vừa nhảy múa hò hét. Thì cái tinh thần như vậy, cái tư tưởng như vậy, ăn với cái trạng thái ăn mà không hưởng thụ, ăn như thế, thì tự nhiên bây giờ mình bắt đầu đặt một cái mâm cơm lên, và mình nghĩ là về hôm nay ta ăn thực này giống như ăn thịt con thì nó có nuốt được không?
nó gắng gượng nó nuốt được vài miếng, không nuốt nổi nữa, thì bao nhiêu cái nòng tham ăn nó đi đâu, nó tống hết đi, nó tống hết cái nòng tham ăn đi. Thế là mình ăn chỉ là vì để đủ để nuôi, đủ sức để thực hành pháp, để mà giải thoát cái dòng sinh tử, chứ không phải là ăn vì để thưởng thức nữa. Vậy vậy cho nên là đoàn thực, khi mà ăn thức ăn ấy, thì phải được ví như là ăn thịt, được so sánh với như ăn thịt con, được tưởng niệm như là đang ăn thịt con, để nó không có hoan hỷ, không thích thú, không tham đắm, không ái nhiễm đối với thức ăn. Quán xúc thực như giống như con bò bị nột da. Xúc thực giống như con bò bị nột da. Xúc là tiếp xúc nhé, mắt tiếp xúc với cảnh, tai tiếp xúc với âm thanh, tất cả những cái kia. Thì cái gì là con bò? Cái gì là con bò? Thì lúc đấy mắt mình là con bò bị nột da, tai là con bò nột da, mũi, lưỡi, thân, ý mình là con bò bị nột da. Còn cái cảnh kia thì nó là con gì? Cái cảnh ở ngoài thì nó là cái gì? Cái cảnh ở ngoài nó là con ruồi, con bọ, nó bâu lại, nó chích. Thì bây giờ mình mở mắt ra một cái là bị ruồi nó bâu và nó chích luôn. Vậy cho nên là làm sao? Thì đừng có mở mắt ra. Mở mắt ra là ruồi nó bay và nó bâu. Vậy cho nên nhắm mắt lại để ngồi thiền. Chứ đừng có mở mắt ra mà đi nhìn lung tung. Thì đấy là quán xúc thực giống như con bò nột da này. Con bò nột da đi đâu nó cũng bị đau đớn, ruồi bọ nó bu bám. Khi mà nó nột da ra rồi thì ruồi nó thích quá, nó là món ăn ngon, béo bổ. Nên đi đâu nó cũng bị những con khác nó lại hút máu, nó chích, đau, đau đớn, cực khổ luôn. Nằm nó cũng bị đau, thì mình chạm với các cái vật ở dưới cỏ cây, rác rưởi, gai góc sỏi đá nó đâm vào, đứng nó cũng bị đau. Do những cái con vật khác nó đến nó bò, đi chỗ khác nó cũng bị đau, nó xuống nước thì nó bị cá nó rỉa, nó lên bờ bị ruồi bu. Chạy vào trong rừng thì bị gai gọn nó đâm. Bây giờ biết sao đây? Thì bây giờ cái quán cái xúc thực vậy, mắt mình vậy, nhìn đâu cũng bị cũng cái mắt mình nó giống như con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình, sáu căn của mình giống như con bò bị nột da. Mình mà cứ ưa thích cảnh, chạy theo cảnh, tham đắm cảnh thì sẽ bị cảnh nó làm cho ô nhiễm, bị cảnh nó làm cho mình đau khổ. Cảnh nó làm cho mình sinh ra phiền não, cảnh nó làm cho mình sinh ra bất an. Vì vậy cho nên là phải thu thúc các căn, đừng có ham thích tiếp xúc với cảnh trần, đừng có ham thích cái gì hết, cứ thấy cái cảnh hay, cảnh đẹp thì cứ chạy đến để quan sát, để xem, để tiếp xúc, thì mình sẽ bị nó hút nhiều, sẽ bị cái cảnh nó hút hết cái tâm sức của mình, cái sức lực, cái khí lực của mình. Cho nên rằng là phải thu thúc lại, giống như là con bò thì phải làm cái bộ da khác mà trùm lại để mình che cái vết thương đi. Như vậy bây giờ mình phải thu thúc các căn, mình đóng cửa các căn lại để cho nó đừng bị cảnh trần nó làm cho mình bị đau đớn. Khi sáu căn tiếp xúc cháu trần khởi nên các tâm ô nhiễm, nên phải quán chiếu sự xúc chạm ấy, khổ sở như con bò bị nột ra, để nhàm chán, để ni tham, để đoạn diệt, từ bỏ tham hai đối với trần. Mình phải có một cái sự dứt khoát như vậy, một cái sự tác động như vậy để làm sao để mà diệt trừ được cái tâm tham. Cái nòng tham ái nó rất là khủng khiếp, cho nên là phải dùng những cái pháp rất là mạnh, phải dùng những cái pháp như thế để diệt trừ nó, để diệt trừ cái nòng tham rất là nhiều thứ, cho nên phải có những cái pháp quán như vậy. Xúc thực giống như con bò nột da, thức thực thì như thế nào? Tại sao lại quán tư thực như hố than hừng? Tư là cái sự tạo nghiệp ấy, tạo nghiệp. Thế bây giờ mình đi tạo nghiệp thiện, mình đi tạo nghiệp bất thiện. Tạo nghiệp bất thiện thì đúng là mình đang đi, cũng là đang đi tạo những cái nghiệp về hố than hừng. Ví dụ bây giờ mình đi sát sinh, trộm cắp, tà dâm ấy. Đấy là mình đang đi tích lũy những cái những cái hố than hừng ấy, tích lũy cái ngọn lửa để sau này mình vào địa ngục thì mình bị cái hố than này nó thiêu đốt này. Thế bây giờ mình đi tạo những cái thiện nghiệp thì sao? Thì có gọi là tư thực như hố than hừng không? Nó cũng là hố than hừng hết. Bởi trong tam giới giống như nhà lửa mà. Dục giới là như nhà lửa này, ai sinh vào cõi dục giới thì cuối cùng cũng bị lửa gì nó thiêu đốt, nửa già, nửa bệnh và nửa chết nó đốt. Mỗi ngày mình bị cái nửa, cái hỏa đại trong mình nó thiêu mình già dần đi.
Thế xong là bắt đầu nó làm cho mình chết, mình thối rữa ra. Đấy là mình bị chết bởi cái nửa sinh tử. Mình sinh lên trời mình cũng phải chết. Sinh lên trời thì cũng bị cái nửa sinh tử nó đốt chết. Mình sinh lên cái cõi dục sắc giới, vô sắc giới cũng vậy. Nên tam giới giống như ngôi nhà ngựa, cho nên là tạo cái nghiệp gì ưa thích vào cái cõi sống nào cũng giống như là mình đang đi vào nòn ngựa mà thôi, để nhàm chán tam giới, để mà ái lạc niết bàn, tầm cầu niết bàn. Cho nên là làm cái gì cũng, ví dụ như bố thí xong con nguyện thì phát nguyện làm sao, idam medanam niết bàn lá sa phách cha yo thu, cái phước thiện bố thí này cầu mong cho con chứng ngộ niết bàn. Không có mong cho con chứng ngộ, không có mong cầu là sinh về cõi trời để hưởng phước, không có mong cầu hưởng cái phước nạc ở cõi người, cõi nhân gian hay cõi trời hết, mà mong chứng đắc niết bàn. Ngồi thiền xong cũng niết bàn là sao mà cho vô hộ tục, lúc nào con cầu mong chứng đắc niết bàn, tức là tạo một cái nghiệp gì hướng đến niết bàn thì là thoát ra khỏi cái hố tha này. Cho nên là trong chùa mình làm cái gì cũng niết bàn là sao, cầu mong con chứng đắc niết bàn, cầu mong chứng đắc niết bàn. Tất cả cái sự tạo nghiệp hướng đến niết bàn là hướng đã thoát ra khỏi tam giới đi. Còn nếu mà mình còn tạo nghiệp, còn mong cho con được mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp, đấy là vẫn là đang đi vào vô than hồng. Các cái nghiệp ác nữa thì đi vào thật, thì đi vào thật sự luôn. Đấy là tư thực như hố than hừng, giống như có một ngôi làng bị cháy, không có lửa, không có khói, ai đi vào thì bị nó thiêu chết. Người có trí tuệ biết ngôi làng nó cháy nên tránh xa, không đi đến nên thoát khổ. Tam giới này đang bốc cháy, người sinh già mình chết, người ngu không biết nên tạo tác nghiệp bị tái sinh trong đó, nên bị nửa sinh tử nó thiêu đốt khổ trực. Người có trí biết nên không tạo nghiệp bị tái sinh trong đó nên thoát khổ. Vì vậy tạo nghiệp gì cũng niết bàn là sao phải cháy vô hô tú. Tạo nghiệp gì cũng nguyện cho con chứng đắc niết bàn, nguyện chứng đắc niết bàn, nên nó thoát ra khỏi tam giới. Không cầu mong một cái cõi là sống nào đấy. Đấy là tư thực như hố than hừng, tạo nghiệp là như hố than. Vì vậy phải quán tư thực thức ăn của tam giới như hố than hừng để nhàm chán đi tham, đoạn diệt tham ái, chấp thủ vào các hành. Không chấp thủ các hành thì đoạn diệt được nghiệp hữu và chấm dứt tái sinh. Tại sao lại quán thức thực như bị đâm bởi trăm cái cọc nhọn? Quán thức thực, thức như bị đâm bởi trăm cái cọc nhọn. Cái tâm thức, thức có nghĩa là cái tâm thức của mình, là một cái tâm vương, một cái tâm. Tâm thì nó ví dụ như là nó có những cái tâm tham. Tâm tham có hỷ, tâm tham không có hỷ, tâm tham cần nhắc bảo, tâm tham không cần nhắc bảo. Tâm thiện cần nhắc bảo, không cần nhắc bảo. Tâm sân cần nhắc bảo, không cần nhắc bảo. Tâm si, thì đấy là những cái tâm, hay là cái tâm tâm thức ở trên mắt, biết cảnh, tai, nghe âm thanh. Cái tâm mà nó nhận biết cái cảnh trần, mũi nó nhận biết mùi hương, lưỡi nó nhận biết vị. Thì các cái tâm thức của mình, tâm thức có cái tâm, nó có cái tâm tâm thiện, có cái tâm quả. Ví dụ nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Đấy, thì đấy nó là những cái tâm, nó thuộc về những cái tâm thức. Tâm thức như bị đâm bởi trăm cái cọc nhọn, bị các cái cảnh nó đâm, cảnh sắc thanh hương bị xúc pháp nó đâm suốt ngày. Lúc nào mình khởi lên cái tâm nó nhận biết cảnh, cái giống như là mình đang bị đâm bởi những cọc nhọn. Mở mắt ra nhìn cảnh một cái cũng đã bị đâm, cái tâm nó nhận biết cảnh, cho nên nó bị những cái cảnh nó làm cho cái tâm bị đau khổ. Mắt tai mũi lưỡi thân ý thì bị cái cọc của sắc thanh hương vị xúc nó đâm suốt ngày. Ví như quan quân nhà vua bắt được một tên cướp mang về treo trên cành cây và chịu hình phạt. Buổi sáng đâm 100 cái cọc nhọn. Buổi sáng vua đã lệnh cho là đâm nó 100 cái cọc nhọn. Đấy, cái que nhọn đâm nó 100 cái. Đến trưa vua hỏi nó chết chưa. Thưa ngài nó chưa chết. Đâm cho nó 100 cái nữa. Đến chiều vua lại hỏi nó chết chưa. Thưa ngài nó chưa chết. Đâm cho nó 100 cái nữa. Vậy là một ngày nó bị đâm 300 cái cây gai nhọn. Như vậy thì nó đau khổ, nó thống khổ khốc liệt. Sống mà còn khổ hơn chết.
Đấy, thế thì bây giờ buổi sáng mình bị bao nhiêu cái cảnh nó đâm, bao nhiêu cảnh sắc nó đâm, bao nhiêu cái thanh nó đâm, bao nhiêu cái hương, bao nhiêu cái vị, bao nhiêu cái xúc, bao nhiêu cái cảnh pháp nó đâm vào mắt tai mũi lưỡi của mình. Đấy, trưa nó cũng đâm bao nhiêu, bị bao nhiêu cái cảnh nó đâm vào. Đấy, tối nó cũng đâm bao nhiêu cái. Thì đấy là cái tâm của mình nó nhận biết cảnh. Thì là nó cũng giống như là cái cọc nhọn nó đâm vào, giống như một người bị cái cọc nhọn nó đâm như vậy. Thức nương vào sáu căn, sáu trần khởi nên, căn trần thức luôn sinh diệt biến đổi không ngừng, nên thức không lúc nào được yên ổn, giống như tên cướp suốt ngày chịu hình phạt đâm cọc nhọn nó đến cuộc trời. Thì cái tâm của mình nó lúc nào nó cũng đau, nó cũng bị phiền não là như vậy. Nó không được an, nó không được yên. Lúc thì nó đau khổ chuyện này, lúc nó buồn bã chuyện kia, lúc nó bất an chuyện này, lúc nó lo lắng chuyện kia. Đấy là nó bị cọc nó đâm này. Bị cọc nó đâm nên là nó không được yên tĩnh. Lúc này nó ngồi với ai nó cũng than vãn, nó ngồi với ai nó cũng kêu ca. Tại sao nó thế? Bị cọc nó đâm thì nó kêu. Làm sao đâu. Sáng kêu ca, chiều kêu ca, tối kêu ca. Giống như là cái tên cướp kia, sáng bị đâm nó cũng hét này, chiều trưa bị đâm nó cũng kêu, nó hét, tối bị đâm nó cũng hét này. Thế cái người bình thường cũng vậy. Thế ngồi sáng trưa chiều tối lúc nào cũng than vãn khổ sở. Khổ nó tại sao? Tại sao lại khổ? Có lúc nào mình thấy là mình có cái ngày nào mình không than khổ? Có cái nào nào là cái ngày mà tâm mình nó vào hôm nay mình sướng không? Lúc nào nó cũng thấy khổ, lúc nào nó cũng khổ, khổ thế, khổ cái này, khổ cái kia. Đấy, nó giống như là cái bị đâm phải nhiều cọc thì nó nhiều khổ. Người nào mà càng chạy theo cảnh trần, càng bon chen với cảnh trần thì nó càng bị cọc nó đâm nhiều. Cho nên là phải tránh, biết tránh cảnh, biết cách mình tránh, trốn, giống như tên cướp ẩn trốn nó thật sâu, đừng để cho bị cọc nó đâm. Quán thức thực như bị đâm bởi trăm cái cọc nhọn là để nhàm chán ni tham đoạn diệt tham ái chấp thủ với thức. Vì thức đoạn diệt thì danh sắc đoạn diệt, danh sắc đoạn diệt thì chấm dứt tái sinh. Đấy là quán thức thực. Nhưng mà bây giờ dạy là quán vật thực bất tịnh thì là lấy cái nào ra để quán? Trong bốn cái này thì cái nào là cái có thể quán được sự bất tịnh của nó? Trong bốn, tại sao cả bốn loại thức ăn, tinh thần, vật chất lại được so sánh với những nỗi khổ khốc liệt như vậy? Nỗi khổ như vậy vì bốn loại thức ăn là nguyên nhân sinh ra tham dục. Dục tham, thức ăn nó, vật chất nó sinh ra dục tham, xúc nó sinh ra dục tham. Mà cái tất cả bốn loại thức ăn này, thực xúc, thực thức, thực tư, niệm thực, sinh ra phiền não, đó là chướng ngại lớn nhất trên con đường đi đến giải thoát giác ngộ, dẫn đến tái sinh trong tam giới. Vì vậy phải so sánh bốn loại thức ăn với những nỗi thống khổ khốc liệt để đè nén lòng tham thực, chế ngự dục tham, từ đó mới dễ dàng phát triển thiền quán và hướng đến giác ngộ niết bàn. Quán như vậy nó có diệt trừ đâu, nó không có diệt trừ được, chỉ làm cho nó yếu đi thôi. Sau đó là phải hành thiền vipassana, thiền vipassana mới diệt trừ được nó. Quán như vậy mới chỉ đè nén được nó, mới đánh cho nó, mới làm cho nó ấy thôi, suy yếu đi thôi, giảm bớt đi thôi, chứ không có nhổ được tận gốc rồi. Đấy, xong là để sau đó mình mới thực hành thiền vipassana mới nhổ được tận gốc của nó lên. Đấy là quán bốn cái món ăn vật chất và tinh thần. Trong bốn loại thức ăn này chỉ có đoàn thực được coi là đề mục thiền để hành thiền tưởng niệm bất tịnh. Khi mà mình hành thiền tưởng niệm về đoàn thực bất tịnh thì mình chỉ nghĩ đến thức ăn vật chất ấy, đoàn thực là đoàn, có nghĩa là cái tay. Tại vì cái thời cổ bên Ấn Độ người ta không dùng thìa, dùng muỗng, dùng đũa để ăn. Đấy, mà chỉ có cho thức ăn vào trong bát, nó bóc và nó vò vò nắm đó, hành từng nắm tròn đó, ném vào trong miệng. Đấy, cho nên là gọi là đoàn là cái tay bóc thức ăn. Những cái thức ăn mà bóc được bằng tay, những cái thức ăn phải bóc bằng tay. Còn bây giờ mình không có sử dụng tay, mình có ăn được không? Không ăn được, mình vẫn phải dùng tay để cầm đũa, cầm tay, cầm thìa, cầm tay, cầm dĩa mới ăn được. Thì nó vẫn được coi là đoàn thực. Còn
Ở bên Ấn Độ thì không cần. Ví dụ từ bây giờ cũng vậy, người Ấn Độ giờ người ta ít dùng thìa, người ta ăn bóc nhiều hơn. Người Miến cũng nhiều người vậy. Ăn bóc, ăn bóc là ngon nhất. Ẩm thực này, thức ăn này, thiêu thối này. Thức ăn thiêu thối. Thiền niệm vật thực bất tịnh là tưởng niệm đến 10 khía cạnh của thức ăn. Tưởng niệm đến 10 khía cạnh bất tịnh của thức ăn ấy. Quán bất tịnh khi đi kiếm thức ăn. Đi kiếm thức ăn ấy, cũng bất tịnh nhỉ. Quán bất tịnh trong khi kiếm thức ăn. Quán bất tịnh trong khi ăn. Quán bất tịnh về sự tiết nậm, là khi mình ăn và nó tiết ra những cái chất nhờn gỡ trong miệng. Quán bất tịnh về chỗ chứa thức ăn. Quán bất tịnh trong thức ăn chưa tiêu hóa, mà quán bất tịnh trong thức ăn đã tiêu hóa. Quán bất tịnh ở kết quả, quán bất tịnh khi nó bài tiết ra, và quán bất tịnh về sự vẫy bật của thức ăn. Bây giờ sẽ đi quán từng cái một ha. Quán từng cái một trong 10 cái này. 10 cái để quán thức ăn bất tịnh này. Thế nào là quán sự bất tịnh trong khi tìm kiếm thức ăn? Ví dụ bây giờ đi tìm kiếm thức ăn thì đi tìm kiếm, bây giờ mình đi kiếm ăn. Mình đi kiếm ăn thì bây giờ mình kiếm bằng cách nào? Mỗi người đi kiếm ăn bằng một cách này. Bây giờ cái người đi làm có được gọi là đi kiếm ăn không? Ví dụ tôi đi làm công việc này, tôi đi làm đi nghề này, thì những cái nghề gì mà để mình nuôi mạng sống? Mình nuôi mạng sống bằng cái gì? Bằng cái nghề gì? Thì cái đấy cũng chưa gọi là kiếm thức ăn, là cái giờ mình đi, cái trên cái con đường mình đi đến nhà ăn ấy, trên cái con đường để mình đi đến đến cái chỗ ăn ấy, cái quán cái bất tịnh này. Bất tịnh này thì nó hơi thô này. Để có được một bữa ăn phải trải qua sự khổ sở tìm kiếm, như đối với người tại gia thì lao động này, nhọc nhằn này, nấm nem mồ hôi dãi dầu mưa nắng cày đất này, làm cỏ này, bón phân này. Xong là mình phải móc phân ở trong chuồng ra này, bón cho cây này, lấy nước tiểu đi bón cho cây này, lấy các cái phân người tươi đi bón cho cây này. Thì lúc đấy tay mà bốc vào phân nó có bất tịnh không? Bất tịnh. Thì xong là đi gặt, đi cày, đi cấy, đi gặt thì nội xuống bùn, nội vào phân, ghê không? Ghê gớm không? Đấy, bất tịnh, bất tịnh ở cái đấy thì mồ hôi nhã nhượi, lúc đi làm mồ hôi nhã nhượi. Khi mà đi nấu ăn thì mồ hôi nó cũng nhã nhượi. Thì trải qua rất là nhiều cái sự nhọc nhằn như vậy mới có được bữa ăn. Thì quán bất tịnh trong khi lao động vất vả để tạo ra được thức ăn. Thì mình đào vào những cái khía cạnh bất tịnh trong cái lúc mà kiến tạo ra thức ăn để mà làm được những cái món ăn thì nó bất tịnh. Bất tịnh như bây giờ những cái thức ăn gì nó cũng vậy. Như rau mà muốn tốt thì phải bón thật nhiều phân. Phân càng nhiều thì rau càng tốt. Rồi ăn những cái đồ, ăn gì cũng vậy, ăn chay nó cũng bất tịnh, mà ăn mặn cũng bất tịnh. Ăn mặn thì mổ xẻ những cái con vật này. Rồi nó hôi, nó tanh, máu me, nghe nhét. Lúc đấy, trong cái lúc mình làm thì nó ớn. Chẳng may là có một cái gì đó nó nhây vào quần vào áo. Thì mình đang bóp cá, bóp tôm, bóp thịt thì lúc ấy nó ngứa quá, nhăn tay lên đầu gãi. Bắt đầu nó nhuốm vào tóc. Thì hôm đấy thì cái đầu nó thế nào, nó xoa vào áo ấy. Bắt đầu đi đến đâu người ta phát nôn, phát ọe lên đây. Thì đấy là cái khía cạnh bất tịnh trong cái khi mà đi tìm kiếm thức ăn. Tìm thức ăn thì bất tịnh trong cái lúc nấu ăn. Lúc nấu ăn có bất tịnh không? Nấu ăn mình buổi sáng phải đi nhặt rau hay sâu hay sâu. Đấy bất tịnh này, có cỏ, có rác này, có phân này. Rau này người ta vừa mới phun thuốc sâu này, họ đem ra chợ họ bán này. Mua về xài này, người ta vừa mới bón phân, tưới nước dài hôm trước, sau mang đi bán này. Thức ăn nó cũng có, trong cái lúc mà tạo ra thức ăn nó có sự bất tịnh ở đấy. Thức ăn không có hoàn toàn thanh tịnh đâu, chỉ là quất mắt thôi. Quất mắt thôi chứ còn thực tế là thì nó đầy cái sự bất tịnh. Mình nhất là mình đi ăn quán ở nhà hàng, cái người này ăn trước xong người ta lấy cái bát thì người ta cho người khác ăn, người ta không rửa thì sao, có bất tịnh không? Nếu mình mà nhìn thấy thì nó bất tịnh, mà không nhìn thấy thì nó là bình thường. Nhìn thấy có gì đâu mà bất tịnh.
Thì những cái đồ mấy ngày trước nó lên men rồi mình không có rửa, để nguyên vậy cho nước vào và nấu lên ăn tiếp. Đây là, thì cái đấy nó cái khía cạnh bất tịnh của thức ăn trong khi tìm kiếm đối với người xuất gia buông bỏ hết đời ô nhiễm. Đời để thực hành giáo pháp cao thượng là thế, nhưng cứ đến giờ thọ thực là phải đi tìm kiếm thức ăn. Vị ấy đắp y trong như băng cái rẻ, băng cái mụn ghẻ, thắt dây thắt lưng như bó vết thương, mặc y như che giấu bộ xương, ôm bình bát như cầm đồ đựng thuốc. Cái người xuất gia thì cũng phải quán cái khía cạnh bất tịnh, khía cạnh bất tịnh nên là cái thân bất tịnh này đi để kiếm thức ăn, ôm cái bình bát đi giống như bình đựng thuốc cái gì để chữa cho cái thân này. Cái thân này nó bất tịnh như vậy, đến cái giờ là bắt đầu nó lên cơn, nó lên nó cái bệnh đói, đến cái giờ nó lên cơn nên là phải đi kiếm thuốc chữa cho nó, chứ không gọi là đi ăn mà là đi uống thuốc. Đến cái giờ là phải đi thọ thực, dược thực, thuốc để chữa cái bệnh đói. Đầu trần chân đất, đi trên con đường bụi bặm, đầy phân trâu, đầy xác chó, đầy xác rắn chết, chuột chết, đi vào trong xóm làng xin từng muỗng cơm để nuôi mạng sống cho qua ngày. Ôi thức ăn quả thật là một điều bất tịnh. Đó là cái quán cái sự bất tịnh về cái khía cạnh đi tìm kiếm thức ăn. Tìm kiếm thức ăn. Đó, đến cái khía cạnh thứ hai, quán bất tịnh trong khi tìm kiếm thức ăn. Thế này là quán bất tịnh trong khi tìm kiếm thức ăn. Trong khi đi tìm kiếm thức ăn và trong khi tìm kiếm thức ăn. Ví dụ như này, trong cái lúc đi tìm kiếm để có được bữa ăn thôi thì phải trả giá rất là nhiều cái sự mệt mỏi này. Người cư sĩ thì phải sáng dậy sớm chuẩn bị những thực phẩm khi còn tươi sống thì nó là những đồ ô uế. Cái lúc mà nó còn tươi thì nó rất là ô uế, bẩn, phải nhúng tay vào cá thịt hôi tanh, nhặt những thứ rác rưởi trâu bọ lẫn lộn trong rau cỏ, nhễ nhại mồ hôi đủ thứ mùi thực phẩm ngấm vào y phục cơ thể. Để tạo ra được một bữa ăn thì phải trải qua rất nhiều cái sự bất tịnh. Quả thật là bất tịnh, ôi thức ăn quả thật là bất tịnh. Nên là trong cái phương diện là đi tìm kiếm, cái phương diện gần nhất để có được thức ăn đó là mình phải nấu nướng những cái thức ăn đấy lên. Người xuất gia thì có được bữa ăn phải ôm bát vào làng, trời mưa thì y ướt sũng này, đường xá nảy nội nấm nem, gặp trời nắng thì mồ hôi nhã nhượi. Đi đến các gia đình có người cho, người không cho, có người cho cơm nguội canh thiu, có người im lặng, có người nánh mặt, có người chửi mắng, lang thang đi ăn như người ăn mày để có được bữa ăn nuôi sống cái thân này. Ôi thức ăn quả là đáng nhàm chán. Quán như vậy để nhàm chán đối với thức ăn. Nên cái phương diện thứ ba, thế nào là quán sự bất tịnh trong khi ăn? Trong khi ăn thì nó bất tịnh ở cái gì? Bất tịnh ở cái khía cạnh gì? Trong khi ăn thì nó thấy bất tịnh không? Cho thức ăn vào miệng thì nó còn bất tịnh không? Ngon, thưởng thức ăn gì cũng thấy ngon. Trừ khi nào mình ăn phải con sâu nó to bằng ngón tay, lúc em mới nẻ ra. Thức này mà tôi ơi, thức ăn thì bất tịnh, thức ăn bất tịnh. Còn bình thường thì ăn nó ngon. Đi vào một cái quán mà người ta toàn làm các cái đồ sâu ăn vào thì sao? Thì ăn con sâu thì nó cũng ngon. Khi thức ăn còn ở trên bát thì mình có thể san sẻ với người khác, mời người khác dùng. Nhưng mà khi mình đã đưa vào trong miệng rồi, mình nhả ra, mình có dám mời ai nữa không? Thì khi mà nó vào đến trong miệng cái là nó bất tịnh khủng khiếp luôn ha. Chẳng dám mời ai nữa vì nó thành bất tịnh rồi. Vậy thì bất tịnh trong khi ăn, có nghĩa là khi cái thức ăn nó vào đến miệng cái nó bất tịnh luôn. Bất tịnh ngay lập tức. Còn lúc mà nó còn ở ngoài miệng thì mình còn chia sẻ, mình có thể cho người này mời người kia. Hàm răng dưới như là cái cối, hàm răng trên như cái chảy, cái lưỡi như cái bàn tay, nó đảo qua đảo lại giống như người nấu cám ấy. Người ta phải đảo qua đảo lại, đánh cho nó tan vào nhau. Nhưng mà thức ăn cho lợn ăn này, đảo qua đảo lại. Thì cái thức ăn nó vào trong miệng nó cũng thế, nó dùng cái lưỡi để nó đảo qua đảo lại, đảo qua đảo lại, nó trà trộn vào với nhau. Khi mà nó ở trên mâm thì miệng cái món nào nó ra món đấy, canh ra canh, đổ xào ra xào, kho ra kho, nụt ra nụt. Nhưng mà khi đi vào miệng rồi thì làm sao? Quấy đều nó lên với nhau. Tại sao mình quấy nó ở trong bát thì
Cho nên là khi mà đi ăn là cứ ôm cái bát ấy, tất tần tật cho vào đây. Thì khi vào bụng nó cũng vậy mà, để mình thấy được cái bất tịnh trước thì để đến lúc nó vào bụng rồi nó mới cũng bất tịnh như vậy thôi. Thì mai nấu thì cho chung vào một cái chảo rồi nấu xong đổ tất vào một cái chảo. Khi vào bụng nó cũng như nhau ạ, ngoài thì cho nó trộn lẫn đi, ngoài nó vào miệng cái nó phải trộn, gắp miếng này gắp nó phải cặp với miếng kia, nhưng vào nó phải đảo đảo với nhau. Lúc làm thì cố gắng làm cho nó đẹp, đến khi mà nó vào đến cái miệng rồi thì cái hàm răng với cái lưỡi nó không còn cần đẹp nữa, không cần đẹp nữa, làm sao mà nó nghiền cho nhừ nhất, đánh tan với nhau. Thì đồ ăn được nghiền nát trong miệng, được nhào lộn với nước bọt. Nước bọt thì nó có thơm không? Nước bọt ở trong chân răng thì những cái thức ăn nó thừa ngày hôm trước ấy, nó còn ngấm ở đấy, bắt đầu nó ra nó mới ngấm vào cái thức ăn mới này, phải không? Lúc ấy mình thử nhai nhai mấy miếng đầu xong mình nhả ra một chén. Thế là cái đồ nó nhuộm với cái đồ ăn hôm trước nè, khủng khiếp như vậy. Nếu thức ăn mà phải có sạn nè ra thì nó hỗn độn. Thì cái lúc mà mình đang ăn, mình ăn vào miếng sạn nè ra, mình có dám cho người khác xem không? Mà ôi nè, thức ăn nó vào miệng thì nó sao nó lại thành thế này nhỉ? Sao ở ngoài nó thế kia mà? Thì lúc đấy làm sao mình cố gắng phải giấu nó đi, phải chạy đến cái chỗ nào mà không ai nhìn thấy, bắt đầu mình nè nó ra xong là phải đừng để cho ai nhìn thấy, sợ thức ăn nó vào đến miệng một cái là nó vậy. Tại sao nó lại bẩn thế nhỉ, vào đến miệng cái là nó bẩn. Mặc dù mình biết nó như vậy, mình biết là nó vào miệng nó là bất tịnh rồi, nhưng mình vẫn nuốt xuống, mình vẫn phải nuốt xuống bụng. Sao đến lúc mà nó vào đến miệng mình biết là nó bất tịnh, mình không nè ra, mình lại đi nuốt xuống. Đấy là cái bất tịnh về cái khía cạnh mà đang ăn. Đấy là cái khía cạnh thứ ba, mình quán, lúc đấy quán. Cái lúc ăn đâu là mình phải quán, lúc đấy quán này. Vào trong miệng là bẩn, vào trong miệng là thành bẩn rồi. Vào trong miệng là bất tịnh rồi. Thức ăn bất tịnh ở trong miệng, thức ăn trong miệng là bất tịnh. Thế nào là quán bất tịnh về sự tiết nậu? Tiết nậu đây là nó khi mà mình ăn, có cái người thì khi mà mình ăn ấy, ăn xong ăn đến đâu mà toát mồ hôi từ đầu đến chân. À, đấy là tại sao mình ăn nó lại tiết ra mồ hôi. Có người thì ăn đến đâu nước mũi nó thò xuống. Đấy là nó tiết nậu ấy. Nó tiết nậu như vậy. Có người thì ăn thì nó tiết ra 4 cái thứ nậu rồi. Mật đàm mủ máu. Cái người mà có đàm mạnh ấy, thì đến lúc ăn thì bắt đầu nó tiết ra dãi. Nhãi nó tiết ra, hoặc là chỉ ngửi thấy mùi ăn nhãi nó đã tiết ra rồi. Nước miếng là chất đàm này, nó đã tiết rồi, thèm ăn quá. Thế thì cái đấy nó tiết ra thì nó ngấm vào đâu? Nó ngấm vào cái thức ăn mình vừa ăn vào đây. Bao nhiêu là cái nước miếng đàm của mình. Thức ăn vừa ăn vào bên trong liền có 4 thứ nó tiết ra để nó nhào nhộn với thức ăn. Đó là mật, là đàm, là mủ, là máu. Có người thì nó tiết ra mật. Cho nên là tại sao có cái người ta nôn ra thức ăn ấy, người ta ăn cơm trắng mà sao nôn ra trông nó xanh xanh. Mình thấy con chó con mèo thì toàn nó nôn ra, mình thấy nó xanh nè. Có những người ta đi tàu xe thì toàn người ta nôn ọa ra, mình thấy sao nó xanh nè. Đấy là cái người nó tiết ra mật nhiều trong cái lúc ăn ấy, mật ấy, cái lúc mình khởi lên cái tâm tham ăn một cái là mật nó tiết ra, cái dịch ở trong mật nó tiết ra, nó nhào nhộn với thức ăn thì mình lại nuốt xuống. Có cái người thì tiết ra đờm, ra đàm những cái tất ở trong cái chất dịch ở trong dạ dày, mình thèm ăn nó đã tiết ra rồi. Giờ mình nghĩ cái món ngon nó đã tiết ra đàm, có người tiết ra đàm, cho nên là ai mà ọa ra mình thấy nó trông nó rất là ghê gớm ấy. Nó như nhà cháo ăn thì ăn cơm mà sao bây giờ nè cái cháo, thì đấy là nó vào nó trộn với đàm, ăn đến đâu là nó đàm nó ra nó trộn vào đến đâu. Còn có những người thì nó tiết ra mủ. Khi có những người ăn vào, khi nó mủ, ăn vào mủ nó tiết ra trắng. Đôi khi có những cái chất hoại, ví dụ như máu thối ở trong cơ thể mình, đôi khi mà nó cần phải thoát ra ngoài mà. Nó thoát ra thì nó thoát bằng cách nào? Nó phải trộn với thức ăn thì nó mới thoát ra ngoài. Đấy là nó tiết ra mủ, nó hòa trộn với thức ăn để nó đào thải ra ngoài.
Có người thì nó tiết ra máu, có người ăn đến đâu thì máu nó tiết ra là nó ngấm vào thức ăn. Tiết ra nhiều mật thì thức ăn như được trộn với dầu. Có người mà tiết ra nhiều đàm thì thức ăn nó sùn lên như mẻ thối. Người mà tiết ra nhiều mủ thì nó giống như là trộn với sữa thối. Người mà nó tiết ra nhiều máu thì nó giống như là được nhuộm đỏ như đồ nôn mửa. Thì đấy là cái thức ăn mà bắt đầu mình ăn, mình nuốt nuốt vào đầu một cái là nó tiết ra bốn cái thứ đấy. Và bốn cái thứ đấy nó rất là bẩn, nó rất là bất tịnh, được gọi là tiết nộng. Đó là bất tịnh về sự tiết nộng. Thế nào là quán bất tịnh về chỗ chứa? Chỗ chứa khi nó ăn vào thì nó chứa ở đâu? Nó chứa ở cái thùng, nó chứa ở cái thùng. Mà cái thùng này nó có sạch không? Mình có đánh rửa sạch sẽ đi để đi chứa thức ăn không? Trước khi mình mang cái bát đi chứa thức ăn thì mình đánh rửa sạch sẽ phải không? Nhưng mà thức ăn nó vào trong thì mình có đánh rửa sạch sẽ vào cái thùng bên trong không? Cái bao bên trong ấy. Bao đấy có bao giờ đi rửa cho nó sạch đi? Đã có ai đi xúc ruột chưa? Nhịn ăn xong là chỉ uống nước ấy để rửa cho nó sạch. Thì mỗi ngày không rửa được một lần thì một tuần có rửa được lần ấy, tháng rửa lần, rửa bao tử cho nó sạch sẽ. Nhưng mà có người thì không bao giờ rửa. Đấy có ai chưa rửa không? Chưa rửa thì cái bao ấy rất là bẩn. Thức ăn đi vào một cái bụng được trộn lẫn với những thứ tiết nậu ở trên, chỗ chứa của nó cũng giống như cái thùng phân nhiều năm không có rửa. Nếu nó được ăn vào bởi một người 10 tuổi thì nó là chứa trong cái thùng 10 năm không rửa. Nó chứa trong một cái, nó được ăn vào bởi người 20 tuổi là cái thùng đấy 20 năm nay không rửa. Cái người 30 tuổi thì cái thùng đấy 30 năm rồi không rửa. Người 50 tuổi thì cái thùng đấy 50 năm rồi không rửa. Cái người nào mà 70 tuổi là 70 năm không rửa. Cái người nào mà 100 tuổi là 100 năm nay không có rửa cái thùng chứa thức ăn đấy. Vậy đó, vậy cho nên là nó mới sinh ra cái gì? Nó sinh ra run, nó sáng. Nó mới nằm ở trong đấy, nó chờ. Bắt đầu những cái miếng ăn đầu tiên ấy là mình phải chọn miếng ngon nhất, khai vị. Khai vị vào thì bắt đầu là con run nó sẽ được ăn nhất. Nó sẽ nên nó ăn. Bắt đầu nó nhảy lên, nó thi nhau nó đớp. Những cái miếng đầu tiên ấy là dành cho run, cho sáng trước. Nên là mình phải cho nó ăn no để nó mới không quậy. Đấy, thì cái chỗ đấy nó là như vậy. Đấy, nó ăn xong một cái nó lại đi đại đi tiểu ngay tại đấy. Nó không có đi đâu hết, nó không đi ra nhà vệ sinh mà. Nó ăn no rồi, nó nằm đấy nó ngủ rồi. Đấy, tiểu tiện tại chỗ luôn. Thì cái chỗ chứa thức ăn là thế. Vậy thì mình phải quán cái sự, cái chỗ chứa thức ăn này là bất tịnh. Chứa thức ăn này là bất tịnh, chỗ chứa thức ăn là bất tịnh. Quán bất tịnh, thế nào là quán bất tịnh về khía cạnh được tiêu hóa, chưa được tiêu hóa? Khi thức ăn mà chưa được tiêu hóa ấy, khi mà cái mình ăn vào khoảng bao nhiêu tiếng sau thì nó tiêu hóa? Một tiếng sau nó còn không? Nó vẫn còn. 5 tiếng sau nó vẫn còn, 10 tiếng sau khi nó vẫn còn. Có khi ăn từ hôm trước hôm sau nó vẫn còn, nó vẫn còn đấy. Vậy thì nó chưa tiêu hóa đấy thì nó sẽ như thế nào? Nó sẽ lên men thì nó sẽ được nấu thêm một lần nữa. Trong ấy được nấu được cái nửa tiêu hóa, bắt đầu nó lên, nó nấu lại, nó sùn sùn tiếp, nó lại sủi bọt tiếp một cái lần nữa. Nó giống như là một cái người mình ủ cái gì đó, ủ một cái gì thức ăn trong bao tử, giống như một cái hố ngâm ấy. Giống như mình ngâm một cái gì đó, mình đem thóc là mình ngâm một ngày hai ngày sau mình thấy nó có cái mùi thủm thủm. Thì cái thức ăn bắt đầu được ngâm vào 1 giờ 2 giờ là nó đã thủm, ở trong thì nó thủm nhanh hơn. Vẫn được hôm trước hôm sau nó cũng được trộn chung với nhau, nó được phủ lên bởi cái lớp đàm sủi. Đôi khi chóng mặt buồn nôn những thứ đó bị ói ra ngoài thì có cái mùi thối tanh trông thật nhờm gớm. Đấy là cái thức ăn nó được ủ ở trong khi mà nó chưa tiêu hóa, nó cứ bất tịnh dần dần, nó bất tịnh dần dần.
Cho nên là khi mà ai mà lôn quạ ra thì nó rất là ghê gớm. Khi mà vào trong đấy nó còn phải ngâm tiếp, ngâm ở trong đó, quán bất tịnh về thức ăn về khía cạnh đã được tiêu hóa. Khi mà nó tiêu hóa thì nó tiêu như thế nào? Thức ăn nó tiêu làm sao? Giống như là cái cỗ máy, nó được nghiền xong là nó sẽ được chuyển đi xuống dưới ruột rồi. Đã được tiêu hóa, nó tiêu hóa dần dần ấy. Thức ăn trong bao tử sẽ được nấu chín bằng nhiệt tiêu hóa, khi chín như thì nó trở thành vàng bạc rồi. Giá mà những cái thức ăn này nó ăn vào mà khi mà nó mình nấu nó giống như người luyện vàng, nên khi mà nó thành vàng thành bạc lại quý không nhỉ? Thức ăn được nhấu như mà nó trở thành vàng bạc thì tốt đẹp thơm tho, mà nó trái lại thì nó lại trở thành phân, thành nước tiểu có mùi khai thối chứa đầy ở trong ruột ấy. Khi mà nó tiêu hóa thì nó thể chứa đầy ở trong ruột non ruột già, thì lúc đấy mình mới quán ở trong bụng mình, trong ruột mình toàn là những cái thức ăn đã tiêu hóa, toàn là phân nào là nước tiểu ở trong bàng quang, là phân thối. Có những cái người nào mà ruột càng to thì nó chứa càng nhiều, người nào mà ăn càng nhiều thì ruột càng to, ruột càng to thì nó lại càng chứa được nhiều phân thì cái phân nó được ủ càng lâu ngày, mà nó ủ càng lâu ngày thì cái mùi của nó càng khủng khiếp. Thì lúc đấy mình bị quán cái thức ăn như vậy, mình bị quán như là cái ruột của mình to hay nó bé. Thức ăn ở trong đấy thật là thối tha, đó là khía cạnh bất tịnh của thức ăn đã tiêu hóa, cần được quán để sinh tâm nhàm chán. Đấy, nhàm chán đấy, cái gì là cái mình nhàm chán nhất? Quán bất tịnh ở phương diện cho quả. Cho quả là thức ăn nó cho quả thì nó cho cái quả gì? Thức ăn nó cho cái quả gì? Khi mà thức ăn thì nó vào rồi thì nó thành ra cái gì? Ví dụ như là tóc. Mình bây giờ mình mà không ăn thì tóc nó có tốt được lên không? Không ăn là nó sẽ rụng tóc. Vậy thì cái quả của thức ăn là nó cho ra cái quả là nó cho ra quả là tóc. Mà tóc thì có sạch hay chậm? Tóc thì là sạch hay là bất tịnh hay là bất tịnh? Bây giờ mình sẽ mái tóc của mình bất tịnh hay nó bất tịnh? Khi nó cho quả, khi thức ăn được tiêu hóa nó sẽ sản sinh ra đủ 32 uế trưởng. Nó sinh ra tóc, nó sinh ra lông, ra móng, ra răng, ra da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, lá, nách, phổi, ruột, màng, bụng, phân, mật, đạm, mủ, máu, mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước cấp, xương, nước tiểu ấy. Thì đấy là cái quả của nó, đấy là cái quả của thức ăn. Thế thì lúc đấy mình phải quán là cái quả của thức ăn này. Thức ăn cho ra quả là tóc bất tịnh, tóc, lông, móng, răng, da bất tịnh, thì gân, xương, tủy, thận bất tịnh, tim, gan, lá, nách, phổi, ruột, màng là bất tịnh, phân, mật, đạm, mủ, máu là bất tịnh. Đấy là quả của thức ăn, quả của thức ăn. Thức ăn nó ăn vào nó chỉ sinh ra những cái thứ bất tịnh thôi. Nó không sinh ra vàng, nó không sinh ra ngọc. Nếu mà tóc của mình nó là tóc vàng, mình cứ nhổ một cái cây tóc hay là một sợi vàng có phải không? Nhưng mà nó khi mà mình nhổ ra một cái sợi tóc ấy, thì nó lại ghê gớm, chẳng may ai mà ăn vào một cái là bị hóc luôn. Mà cái đốt lên thì nó khét mù mù. Và mấy ngày không tắm thì nó hôi. Vậy tóc là bất tịnh, tất cả mọi thứ khác nó cũng bất tịnh, hôi tanh như vậy. Về phương diện cho ra quả của nó là như thế. Kết quả của thức ăn là thế, là nó làm sinh ra 32 cái uế trượt này. Bây giờ mình ăn để làm gì? Ăn để làm gì? Ăn để béo, ăn để bổ, ăn để cho ra mấy cái thứ bất tịnh. Thế nào là thiền quán thức ăn ở phương diện thoát ra? Thoát ra nó thoát ra ở đâu? Nó ăn ở đâu rồi nó thoát ra ở đâu? Nó ăn vào thì nó ăn, nó khi đi vào thì nó đi vào mấy cửa? Nó có mấy cửa nó đi vào? Nó có một cửa, mà khi đi ra thì nó có mấy cửa? Mấy cửa đi ra? Ai biết mấy cửa đi ra?
nó đi ra ở trên con mắt. Thức ăn nó khi đi ra, nó có đi ra trên mắt không? Khi mình sáng mình ngủ dậy có một cái đống kèn ở trên mắt ấy, thì đấy là thức ăn nó đi ra ở đấy. Nó đi ra ở trên hai mắt này, nó đi ra hai tai ấy. Thỉnh thoảng mình ngoáy tai mình lấy ra cục, một cái cục cục giấy tai ấy. Đấy là thức ăn nó đi ra ở tai ấy. Rồi là mình xỉ mũi ra một cục đờm, thì đấy là nó đi ra ở mũi. Mình khạc nước miếng ra thì nó đi ra ở miệng. Đấy, nó còn đi ra ở đâu nữa? Còn hai cửa dưới nữa, cửa dưới nó cũng đi ra nữa. Khi đi vào thì nó có một cửa, khi đi ra thì nó ra bằng nhiều cửa, ra ở mắt, ra ở tai, cái tai ra ở mũi, có đờm ra ở miệng, bất tịnh. Khi ra ở dưới cửa dưới thì nó là phân là nước tiểu, bất tịnh. Đấy là về cái phương diện đi ra của thức ăn. Thức ăn đi vào cũng bất tịnh, thức ăn đi ra cũng bất tịnh, đi vào bất tịnh, đi ra bất tịnh. Vậy thì còn muốn ăn nữa không? Khi đi vào từ cửa trên thì nó đông đảo, mọi người cùng chia sẻ mời chào thân mật. Khi mà đi vào ấy, thì mình phải càng đông người thì càng vui. Cho nên là thỉnh thoảng đi đâu ấy? Đi ăn cỗ. Ăn cỗ. Tại sao lại có cái chuyện đi ăn cỗ? Sao có khi nào đi ra mà nó tụ tập để đi ra cho vui không? Khi đi ra bằng cửa dưới thì nó xấu hổ, em nút, chả dám cho ai thấy. Khi đi vào thì càng đông càng vui. Khi đi ra thì một mình cũng thấy nó chán, thấy xấu hổ. Một mình cũng cảm thấy nhàm chán. Ngày trước đi vào thì mặt đầy hạnh phúc hân hoan, ngày sau tổng ra thì bịt mũi nhăn nhó. Đây là cái phương diện đi ra bất tịnh ha. Ngày trước đi vào thì thèm thuồng, thích thú, say mê, thỏa mãn. Ngày sau tống ra thì ngao ngán, chán chường. Ngày trước đi vào thì ưa chuộng quý báu như báu vật. Ngày sau đi ra thì nó đáng khinh bỉ, đáng kinh tởm, đáng vùi dập. Khi đi vào thì phải trưng bày thật đẹp mà. Khi đi ra thì làm sao phải tống khứ nó đi thật sớm. Đó là sự bất tịnh của thức ăn về khứa cạnh thoát ra. Thế nào là thiền quán bất tịnh của thức ăn ở khía cạnh vấy bẩn? Còn cái cuối cùng là vấy bẩn nữa. Ăn ở khía cạnh vấy bẩn ấy. Khi đụng đến thức ăn thì bẩn tay. Nên là mình có mấy khi mình dám đụng tay đến không? Ăn bằng tay, người ấn nhiều người người ta ăn bằng tay, người ta bóc người ta ăn mà. Ăn xong đi rửa tay, rửa đi rửa lại mà nó vẫn không hết mùi. Mùi hôi nó vẫn còn tay. Thức ăn đi vào đến môi thì bẩn môi. Cho nên là ăn xong là cứ phải chìa răng súc miệng rửa môi ấy. Vì thức ăn nó làm cho bẩn hết cả môi, cả miệng, cả răng. Đi vào đến lưỡi thì bẩn lưỡi. Thức ăn dính vào chân răng thì bẩn chân răng. Vì vậy sau khi ăn xong thì phải nhanh chóng rửa tay, súc miệng, đánh răng. Mà vẫn không sạch hết, mùi hôi thối nó vẫn còn phảng phất. Nó vấy bẩn phải không? Đấy. Khi thức ăn vào trong bao tử, nó lại được nung nấu với hỏa đã lan tỏa khắp châu thân. Nó biến thành nước bọt, nó làm bẩn lưỡi, bẩn miệng. Nó biến thành ghèn, nó bẩn mắt. Nó biến thành nước mũi, nó làm bẩn mũi. Nó làm biến thành trái tai, nó làm bẩn tai. Thế nó vấy bẩn như vậy đấy. Khi nó biến thành phân nước tiểu, thì những thứ này nó thoát ra ngoài, nó làm bẩn các cái đường tiểu tiện ấy. Rồi mình có tắm rửa hàng ngày ấy. Hàng ngày mình tắm rửa thì trên thân nó vẫn phản phất những cái mùi hôi thối, do những cái sự vấy bẩn ở trên cơ thể nó rò rỉ đó, có phải không? Thì nó vấy bẩn như vậy. Đấy là cái sự vấy bẩn của thức ăn. Đó là sự bất tịnh thức ăn về phương diện vấy bẩn. Cách thức thực hành thiền tưởng niệm thức ăn bất tịnh này theo trình tự ha. Giờ là đến cái sự thực hành thiền niệm thức ăn này. Nếu hành giả là người đã chứng thiền như tứ thiền hơi thở, thì trước tiên nhập vào tầng thiền đó, và sau đó suốt thiền niệm đến phương diện bất tịnh của vật thực bất tịnh, mỗi lần trên một khía cạnh. Bây giờ mình sẽ niệm như thế này: thức ăn quả thực là bất tịnh khi tìm kiếm,
Đấy là cái câu niệm, niệm đi niệm lại câu đấy, thức ăn quả thực là bất tịnh khi tìm kiếm, nên niệm liên tục, vừa niệm vừa quán tưởng đến những khía cạnh bất tịnh được trình bày ở phần trên. Là khi mà đi tìm kiếm ấy, đi làm ăn mình đạt một phần, mình dẫm một phần đấy, dầu mồ hôi nhã nhựa ấy, vất vả nấm nem ấy, thì cái lúc đấy là cái khía cạnh đi tìm kiếm thức ăn bất tịnh. Thì cái người mà đắc thiền rồi thì chỉ niệm vài phút, 10, 15, 20, 30 phút là nó đắc được cận định luôn. Còn những người mà chưa đắc thiền thì phải tưởng, thì phải tưởng niệm đi niệm lại, trong tưởng đi tưởng lại. Người chưa đắc thiền thì niệm rất là vất vả, rồi dần dần nó cũng kinh cảm, khi kinh cảm thì dần dần nó cũng đắc được định, mà nó chứng đắc được đến định cận hành. Tập trung trên cái tướng ấy nhiều lần để phát triển làm cho sung mãn, khi đó các triển cái được áp đảo và thiền sinh sẽ chứng đắc định cận hành. Nhưng lúc mình tưởng niệm như vậy dù mình không đắc định thì nó cũng chế ngự được cái tham ăn. Sau đó thiền sinh tập tiếp khía cạnh bất tịnh thứ hai đến thứ 10 lần lượt từng cái một, thức ăn quả là bất tịnh trong khi tìm kiếm. Trong cái lúc mình đi tìm kiếm thức ăn ấy, lúc mà làm nụng nấu nướng, thức ăn quả là bất tịnh trong khi sử dụng. Khi sử dụng là làm sao? Bắt đầu mình thò tay vào, mình bóc thức ăn đưa vào miệng, thế là nó bất tịnh. Bắt đầu mình vừa niệm như thế, vừa tưởng nhớ đến cái sự bất tịnh của thức ăn trong cái lúc mình đang nhai. Thức ăn quả thực là bất tịnh về sự tiết nậu. Vừa niệm cái câu thức ăn là bất tịnh về sự thiết nậu, vừa nghĩ đến bốn cái mật đạn mủ máu nó trộn với thức ăn, nó đi vào trong bao tử. Thứ năm, thức ăn quả là bất tịnh về chỗ chứa. Thì lúc đấy mình quán đến cái sự bất tịnh về cái bao tử của mình, bao nhiêu năm nay nó không có được đánh rửa gì hết, trong đấy toàn là sâu bọ rồi là giun sán nó ở, mình đưa thức ăn vào trong đấy thì nó chứa chung với lại cái giun sán, với lại cái thức ăn hôm trước. Thức ăn quả thật là bất tịnh khi chưa tiêu hóa, khi mà nó còn tích trữ, nó còn được ủ ở trong đấy, nó được ngâm ở trong cái hố ngâm đấy, thì càng ngày nó sẽ càng bốc mùi lên. Thức ăn quả là bất tịnh khi đã tiêu hóa. Khi đã tiêu hóa là lúc này nó thành phân, nó còn trong ruột. Lúc này mình phải tưởng, dùng cái tâm mình tưởng đến cái thức ăn nó đã biến thành phân. Thức ăn quả là bất tịnh khi cho quả. Cho quả là nó cho ra 32 thể trược, tóc, lông, móng, tim, gan, phèo, phổi đấy. Toàn cái thân này đấy là quả của thức ăn. Thức ăn quả là bất tịnh khi thoát ra. Thoát ra ở trên mắt, trên tai, trên mũi, trên miệng và trên tiểu tiện, đại tiện. Đấy là khi nó thoát ra ngoài, tức là bất tịnh. Thức ăn quả là bất tịnh khi vấy bẩn. Đấy là những khi mà cái thức ăn nó cứ nhây vào đâu là bẩn đấy. Thức ăn nó chưa tiêu hóa mà nó nhây đã bẩn đấy. Ăn mà có cái bát xì dầu nó dính vào áo là nó bẩn đấy. Còn khi mà nó thoát ra nó làm cho bẩn, vấy bẩn thì nó còn khủng khiếp hơn. Khi đã thành hành thuần thục rồi thì sẽ tưởng niệm kết hợp lại từ cách thứ nhất đến cách thứ 10. Từ thứ 1 cho đến thứ 10 này kết hợp lại với nhau, thực hành liên tục nhiều lần thì sự bất tịnh của đoàn thực càng lúc càng trở nên rõ ràng và mạnh mẽ. Hành giả sẽ trú trong trạng thái vô tham đối với thức ăn. Khi mà tưởng niệm được như thế này rồi thì bắt đầu sinh ra dửng dưng đối với thức ăn, vô tham. Ăn như là một cỗ máy nó nghiền, nó hoạt động, nó không còn là cái sự háu ăn, hay có cái tính ham ăn, háu ăn, thì lúc này nó hết. Lúc này nó ăn, trước kia thì ăn ngào ngào, ăn thật nhanh, vừa vào đến miệng cái nó trôi xuống đây. Nhưng mà khi mà đã ăn mà giống như một cái máy thì nó cứ nhai, nó không muốn nuốt nữa. Thành ra một cái miếng ăn nó phải nhai đến mấy chục lần thì nó mới nuốt xuống. Cho nên ăn gạo nứt cho nhanh, cho nên nhiều lần. Thực hành thiền tưởng niệm thức ăn bất tịnh này là để làm gì? Để làm cái gì mà phải tưởng niệm bất tịnh về thức ăn? Để chế ngự lòng tham ăn, chế ngự cái lòng tham ăn đối với vị ngon, vị ấy trở nên ăn uống đơn giản và dễ nuôi sống. Đấy, cái người mà chế ngự được lòng tham ăn thì ở đâu cũng sống được. Đấy, cái gì cũng ăn được, cái gì cũng sống được, đi đâu cũng phải no, không biết đến đây có ăn được không, đi đến nơi kia mà không biết cái thức ăn như vậy có ăn được không,
đến chùa ăn chay không biết tôi ăn làm sao. Ăn cái gì thì cái người mà tưởng niệm về bất tịnh, về thức ăn được thì ăn gì cũng được, ăn gì cũng được, ăn ít được, ăn nhiều cũng được, ăn ngon cũng được, ăn dở cũng được, ăn ít món được, ăn nhiều món được, ăn ăn thịt cá cũng được, mà ăn rau cỏ cũng được, ăn cơm với muối cũng được. Ăn với cái mục đích là để vượt qua biển khổ, chứ không phải là với mục đích hưởng thụ. Với tâm trạng của người đi qua sa mạc phải ăn thịt con, tức là ăn với cái tâm trạng như thế. Vì bây giờ mình muốn đi qua, mình muốn giải thoát, vì mình muốn chứng niết bàn, vì mình muốn tu thành đạo quả, cho nên là phải đi ăn, cho nên là phải ăn. Thôi thì cái gì có cái gì ăn cái đấy, thôi thì ăn gì cũng được, ăn gì cũng trong. Nghĩa là làm sao để thoát khỏi cái bể khổ này càng sớm càng tốt. Đấy là ăn với cái tâm trạng như vậy thì sống ở đâu cũng được. Mà có biết là cái thức ăn đầu tiên của loài người là cái gì không? Nhưng bây giờ chẳng may nó có một cái nạn đói mà giống như 5-4 năm ấy thì mình sẽ ăn làm sao? Hết thực phẩm luôn, không còn cái vật thực gì để ăn nữa thì mình đi ăn cái gì? Bắt đầu đi ăn đầu tiên là phải đi ăn cây, bắt đầu còn cái chuối, cái chiếc thì phải ăn hết. Đầu tiên là ăn củ, ăn nõn chuối, xong ăn bẹ chuối, ăn lá chuối. Ăn dần dần nó quen nên ăn được hết mà. Xong là ăn hết chuối rồi thì ăn cỏ. Đầu tiên là ăn cái cỏ non, xong là dần dần ăn cỏ già, dần dần là ăn như trâu. Thế là cái gì cũng ăn được thì không có chết nè. Chẳng may có gặp cái nạn đói cũng không chết. Cái gì cũng ăn được mà. Nên khi mà ăn hết cỏ, ăn hết cỏ thì ăn cái gì? Thì ăn đất. Cái thức ăn đầu tiên của loài người ấy là ăn đất. Cái lúc mà trái đất nó mới hình thành, trái đất này lúc mới hình thành thì nó phát ra ánh sáng. Thì có những cái vị ở trên các cái cõi phạm thiên ấy hóa sinh xuống, hết tuổi thọ hóa sinh xuống. Thì cái loài người ấy, lúc buổi ban đầu ấy, nó không có cái thân hình mà nó thô nặng thế này đâu. Mà lúc buổi ban đầu mà cái loài người mới xuất hiện ở trên hành tinh, trên trái đất ấy, là người giống như thiên thần ấy, có ánh sáng, tỏa ra hào quang, bay đi bay lại ở trên hư không. Mà lúc đấy không cần ăn thì vẫn sống, nuôi sống bằng ý. Thì cái lúc cái trái đất nó mới hình thành thì trông nó rất là ngon, nó rất là ngon, ngon lành, và nó phát ra những cái mùi thơm, 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 rất là thơm như mật ong. Và khi là có nhiều vị bắt đầu vì tò mò, vì lấy ngón tay quệt một miếng đất để nếm lên trên miệng thì thấy nó thơm, nó ngon và nó rất là hấp dẫn. Thế là vị đó sinh ra cái tâm tham ăn, là ăn đấy ăn được. Thế những cái vị khác nhìn thấy là cũng bắt trước, cũng lấy đất ăn, hết ăn. Thế là tất cả những cái vị nào cứ ăn một cái là nó mất hết ánh sáng, ăn cái nó mất hết thần túc, không bay được nữa, không phát ra ánh sáng nữa. Thế là bắt đầu bò trên mặt đất. Thế thôi, thế là lúc đấy chứ đáng lẽ người rất là đẹp, không cần ăn vẫn sống mà bay trên hư không. Nhưng tại vì tham ăn thì ăn cái đầu tiên là ăn đất, ăn đất để sống. Thế là về sau ăn vào thì người ăn ít, người ăn nhiều, người ăn mà ăn nhiều thì làm sao? Thì nó béo, người ăn ít thì nó gầy, thì bắt đầu sinh ra so sánh. Tôi đẹp, người này đẹp, người này xấu, người này béo, người này gầy, bắt đầu chê bai nhau. Người béo chê người gầy này, gầy nhom nhom, xấu xí. Cái người gầy chê người đẹp, người béo ục quịch, xấu xí. Bắt đầu nó có cái sự chê nhau. Chê nhau cái thì cái mùi của đất nó biến mất, cái vị của đất nó biến mất, không ăn được. Bắt đầu nó mới mọc cây lên. Bắt đầu mới ăn cây, ăn lúc đầu ăn cây neo. Nên là cây neo một thời gian sau cũng sinh ra người đẹp, người xấu, lại chê nhau, người này nói xấu người kia, tôi đẹp người kia xấu, khen chê như vậy. Thì cái cây neo nó chết, biến mất, thì bắt đầu nó mọc lên nấm, nấm đất mọc khắp nơi, nên lại ăn nấm. Ăn nấm thì cũng cứ ăn xong này cũng không có việc gì làm, thì lại đi quay ra khen chê. Thế là cứ chê nhau như vậy, nấm nó biến mất, thì lúc ấy nó biến thành núa đấy. Núa thì lúc đầu ấy thì cứ đem về là ăn, không có vỏ, cứ vặt về là ăn, giống như cái quả núa nó to như nắm tay, vặt hai cái là ăn luôn, không phải nấu nướng gì hết. Nhưng mà ăn xong rồi cũng cứ sinh ra cái phiền não, không có việc gì làm là cứ chê nhau, cứ nói xấu nhau. Thế là núa nó biến mất, cái núa nó mọc thành vỏ, vỏ nó về phải mang về nấu. Thế nó cứ khổ như vậy, đã mà đừng có chê nhau, đừng có nói xấu nhau thì nó sướng lắm. Mà sống ở trên đời người này cứ hay công kích, đả kích, nói xấu người kia, bắt đầu này mọi thứ vật thực dần dần nó biến mất. Cho nên là bây giờ mình muốn cho vật thực nó phong phú thì phải làm sao?
chỉ đừng có ngã mạn, đừng có khen chê, đừng có chê bai nhau, đừng có công kích nhau, đừng nói xấu nhau, đừng có dằm pha nhau, mà phải tán thán, phải khen ngợi nhau, phải có cái tâm hoan hỉ với nhau, đừng có cái tâm ganh ghét, ganh tị nhau ấy, thì bắt đầu vật thực nó phong phú, vô cùng phong phú. Mình nhờ những cái đất trời nó mưa thuận gió hòa, là những cái chất dinh dưỡng ở trong vật thực nó rất là mạnh. Có khi mình chỉ ăn một củ khoai mình sống cả ngày luôn, còn ăn thì nhiều, ăn một bát cơm mình sống cả tuần vẫn khỏe. Nhưng mà đến lúc mà cái chất lượng dinh dưỡng ở trong vật thực nó kém đi là do cái phiền não con người, bất thiện của con người nó sinh ra. Thế mình càng ăn nhiều vào thì nó càng sinh ra nhiều bệnh. Cái người tưởng niệm thức ăn bất tịnh là như thế, để trở nên chế ngự lòng tham ăn vị ngon, vị ấy đơn giản dễ nuôi sống. Đi đến đâu hỏi hôm nay ngài muốn ăn cái gì ạ, thì tôi ăn cái gì cũng được, muốn có gì được, có gì ăn cái đấy, không cầu kỳ, không đòi hỏi. Thế thì ngài dễ nuôi, dễ sống, sống ở đâu cũng được. Còn ngài cứ đòi tôi phải ăn này, tôi phải ăn cái kia, làm cái này cho tôi, làm kia, thức ăn nay trắng quá, nay mặn quá, hôm nay nhạt quá, hôm nay ngon quá, hôm nay dở quá, thì cái người đấy thì sống ở đâu cũng khổ. Lòng tham ngũ dục khác cũng được hiểu biết một cách không khó khăn, do đã thấu hiểu về đoạn thực. Đây là cái mục đích thứ hai nữa. Cái mục đích nữa đó là mình hiểu về thực, mình hiểu về đoạn thực, mình cũng hiểu về các cái ngũ dục khác. Vì ấy hiểu rõ sắc uẩn một cách dễ dàng, do đã thấu hiểu về ngũ dục. Sự tu tập thân hành niệm được viên mãn, do tưởng bất tịnh về thức ăn. Vì ấy đi vào đạo độ phù hợp với tưởng về bất tịnh. Nếu chưa giải thoát trong đời này thì khi mệnh chung cũng sinh ở một cái cõi này. Đấy là cái mục đích để tưởng niệm về thức ăn bất tịnh này. Cái gì nó chưa hiểu thì giải thích thêm. Đoạn thực thì đoạn trừ được dục gì, còn các cái dục khác thì phải quán cái pháp bất tịnh gì thì để đoạn trừ. Đoạn thực thì nó trừ được cái dục gì trong năm dục? Nó trừ được cái thực dục. Đoạn thực thì nó trừ được vị dục. Còn các dục khác là sắc dục, thanh dục, hương vị dục, xúc dục thì phải quán cái gì? Thì phải quán cái thiền bất tịnh về sắc chết thì nó đoạn trừ những cái đận. Quán bất tịnh về sắc chết thì nó đoạn trừ sắc, thanh, hương vị, xúc dục. Thế nào là vị ấy hiểu rõ sắc uẩn một cách dễ dàng? Vì đã hiểu rõ về ngũ dục, hiểu rõ sắc uẩn một cách rõ ràng. Sắc là gì? Sắc là cái sắc tứ đại này, sắc thân tứ đại này. Hiểu rõ sắc uẩn một cách dễ dàng vì đã hiểu rõ về ngũ dục này. Ngũ dục là lòng tham dục đối với năm cảnh trần nhé. Mắt tham dục với sắc, tai tham dục với âm thanh, mũi tham dục với mùi hương, lưỡi tham dục với vị, thân tham dục với xúc chạm. Sắc uẩn gồm có sắc căn và sắc cảnh nhé. Sắc ở sáu căn này, bên trong là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sắc ở sáu trần bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Có sắc sinh lên từ nghiệp, sắc sinh lên từ tâm, sắc sinh lên từ thời tiết và có sắc sinh lên từ vật thực. Tức là thức ăn nó nuôi dưỡng các cái sắc kia. Tức là cái người mà mình hiểu là thức ăn nó nuôi dưỡng các cái sắc này. Nó nuôi dưỡng cái sắc thân này. Do nghiệp sinh, tâm sinh, thời tiết sinh và vật thực sinh đều được nuôi dưỡng bởi những cái thức ăn này. Khi quán vật thực bất tịnh, vị ấy hiểu rõ về ngũ dục. Khi hiểu rõ về ngũ dục thì hiểu rõ về sắc uẩn. Trong cái người làm phải thực hành thiền quán một cách nó thuần thục thì nó mới, thì những cái này nó từ cái này nó ngộ ra cái kia. Từ cái quán về vật thực này nó sẽ ngộ ra về cái ngũ dục. Ví dụ như là mình biết là vật thực thì nó trừ được cái tham dục về thức ăn. Thế bây giờ mình còn cái tham dục gì nữa? Mình trừ được một cái dục rồi thì còn cái dục khác. Ví dụ như cái dục về tham sắc thì trừ bằng cái gì? Thì trừ bằng cái quán về tử thi bất tịnh là nó hết. Trừ cái tham dục về âm thanh, thích nghe những cái tiếng hay thì cũng phải quán. Có những cái pháp quán bất tịnh về âm thanh, có những pháp quán về sự vô thường, khổ, vô ngã thì nó diệt trừ về xúc thực. Có những cái về mùi hương, rồi là từ cái hiểu về ngũ dục thì nó hiểu về sắc. Sắc thì nó ở sáu căn, do mình tham dục sáu căn với sáu trần thì mình cũng hiểu là sắc nó là sáu căn với sáu trần.
Đấy, từ cái này nó liên hệ đến cái kia, từ cái thức ăn nó liên hệ đến cái năm cái dục trưởng dưỡng, từ năm dục trưởng dưỡng ấy, nó ngộ ra cái sắc uẩn, sắc nội sắc và ngoại sắc, sắc bên trong và sắc bên ngoài. Đấy, cho nên nó sinh, nó đi đến cái sự giác ngộ rất là nhanh. Những người nào mà quán vật thực người bất tịnh này, người đó rất là nhanh chóng có được cái trí tuệ giác ngộ này vậy. Ăn cơm chánh niệm, ăn cơm chánh niệm thì bồ đề tâm sinh. Ăn, trong khi ăn thì ở ngoài, bên ngoài thì người ta dạy làm sao, ví dụ mấy bên ngoài thì người ta dạy ăn là dạy ăn làm sao, ăn là phải khen món này ngon lắm, món này ngon lắm. Ví dụ bây giờ mình muốn cho ai đó người ta ăn, muốn dỗ một đứa trẻ nó ăn, ăn đi con, ngon lắm, ngon lắm, ngon lắm, ăn đi nào, thì mình dỗ nó vậy không, dỗ nó ăn đi, ngon lắm, ngon lắm. Thì bây giờ mình muốn mời ai ăn cái gì đó thì mình cũng phải làm sao, mai mời đến nhà tôi để ăn cái này nhé, món này ngon lắm, ngon tuyệt vời. Thì khi mà mình muốn mời ai thì mình phải tán thán cái món ăn đấy lên, để làm gì, để cho cái người đó, để cho người đó tăng trưởng cái tâm tham ăn đi, tăng trưởng cái lòng tham ăn, tăng trưởng cái thực dục này, cái dục vọng về ăn này nó mạnh lên, ngày mai họ mới ăn ngào ngào, ăn ngấu nghiến. Còn khi mà mình bảo người này ngày mai ăn thức ăn bất tịnh nhé, mai đến đây để ăn thức ăn bất tịnh nhé, thì lúc đấy người ta có khởi lên cái tâm tham ăn không? Khi mình đặt cái thức ăn lên trên chén này, món này là món bất tịnh này, bất tịnh khi đi từ lúc làm này là phải tưới toàn bằng phân này, toàn bằng phân tươi ngập vườn này, rau nó tốt thế này, khi mà làm nó nhập phải bao nhiêu là sâu này, rồi là phải phun thuốc sâu bao nhiêu lần này, bây giờ mới có món ăn này, mời đến đây để thưởng thức nhé, thưởng thức nhé. Thì có ai dám đến không? Thì người ta vẫn đến, người ta vẫn ăn, nhưng mà người ta ăn trong cái gì? Ăn trong cái tưởng bất tịnh, ăn trong cái tưởng bất tịnh, ăn trong với cái sự gắng gượng, người không ăn thì chết mất, đói lắm rồi, bây giờ đến giờ rồi phải ăn thôi. Nhưng mà nghĩ là cái rau này nó được bón bằng bao nhiêu là lần phân, toàn những cái phân tươi, phân sống, phân khủng khiếp ấy, thì nghĩ như vậy mình muốn nè ra, nhưng mà nó đói phải nuốt vào, thì nó chế ngự, thì ngay trong cái lúc đấy bắt đầu nó chế ngự được, không ăn một cách ngấu nghiến, không ăn một cách cào cấu, không ăn một cách không có giành giật nhau để ăn nữa. Thì lúc đấy dù có ở trong cái nạn đói, người ta cũng không cào cấu nhau, không giành giật nhau, mà người ta vẫn nhường nhịn nhau. Thì thức ăn nó là như vậy. Thế nên lúc này nghĩ là ủa, cái cuộc đời này mình đi làm để làm gì, thì gọi là đi làm ăn, làm là để ăn. Bây giờ cái nhu cầu, khi mà một người quán bất tịnh rồi thì mình sẽ thấy cái nhu cầu ăn để nuôi sống với lại cái nhu cầu ăn để hưởng thụ, thì cái nào nó cao hơn? Ăn đủ để sống hay là ăn để hưởng thụ đây? Người ta bảo cần ăn no mặc ấm, bây giờ lại cần ăn ngon mặc đẹp. Thì bây giờ mình chỉ cần ăn cho no, cần gì ngon, chỉ cần đủ cái đều để nuôi thân là được rồi, còn hưởng thụ thì làm sao nó vào để nó làm cho sảng khoái cái vị giác, thì có cái sự sảng khoái của cái vị giác. Khi nó ăn vào rồi là cái bộ tiêu hóa nó không thể nào truyền tải hết được, cho nên là nó phải thải ra ngoài. Cho nên là mình ăn cả một đống cái này thôi, nhưng mà có khi nó chỉ nọc được, nó chỉ được một phần thôi, nó chỉ tiêu hóa, nó chỉ chuyển hóa, nó thành cái dưỡng chất ấy. Nó chỉ tận dụng được một phần dưỡng chất thôi, còn tới một phần lớn dưỡng chất là nó thải xuống cầu tiêu, rất là uổng phí. Thì cái người ăn để thưởng thức thì cần ăn nhiều, ăn ngon, cái người ăn đủ để nuôi sống cái xác thân để đi qua cái sa mạc sinh tử thì chỉ cần ăn đủ để nuôi thân. Đấy là quán bất tịnh như vậy, chế ngự cái lòng tham dục đối với ăn. Sự tu tập thân hành niệm được viên mãn nhờ tưởng bất tịnh trong thức ăn. Thân hành niệm có nghĩa là cái pháp quán 32 thể trược, đấy được gọi là thân hành niệm. Tu tập thân hành niệm là phát triển 32 thể trược: tóc, nông, móng, đồng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận.
các cái thứ này cho đến nước tiểu này, 32 cái uế trược ấy, là kết quả của 32 thân này, là kết quả của vật thực. Do khi quán vật thực mình cũng quán 32 thể trược này, cho nên là khi mà mình, người quán vật thực bất tịnh thì nó cái pháp tu về thân hành niệm, tức là 32 thể trược, thì nó hiện ra rõ ràng. Mình thấy được cái thân này nó toàn là những cái uế trược, cái thân uế trược, mình dùng cái uế trược để nuôi dưỡng cái uế trược, mượn cái uế trược ở bên ngoài nuôi dưỡng uế trược ở bên trong, mượn cái đất nước lửa gió, cái tứ đại, cái bất tịnh ở bên ngoài nuôi dưỡng cái bất tịnh ở bên trong, thức ăn bất tịnh để nuôi dưỡng cái thân bất tịnh, hai cái đều bất tịnh. Mình tham nó là thêm một cái tâm bất tịnh nữa, còn bây giờ dừng dưng với nó thì nó đỡ được cái tâm bất tịnh, còn thức ăn nó vẫn là bất tịnh, thân này nó vẫn là bất tịnh. Bây giờ quán nó là bất tịnh, bây giờ nó bất tịnh mà mình biết nó là bất tịnh thì nó sẽ làm sao, thì mình sẽ được cái gì, thì mình sẽ được cái tâm thanh tịnh. Còn nếu nó bất tịnh, mình lại tưởng nó là tịnh, bây giờ mình nghĩ là món ăn là thanh tịnh, thân này là thanh tịnh, mượn cái vật thực ngon lành thanh tịnh ở bên ngoài nuôi dưỡng cái thân thể thanh tịnh tốt đẹp ở bên trong, thì lúc đấy cái tâm nó thành bất tịnh, cái tâm mình là tâm bất tịnh, thì lúc đấy là nó sinh ra tâm tham, tham ái, ái với thức ăn, tham ái với cái sắc thân. Còn mình biết là cái bất tịnh ở bên ngoài nuôi dưỡng cái bất tịnh ở bên trong, thì lúc đấy là cái tâm thanh tịnh của mình thì nó đè nén được cái tham ái đó, đè nén được cái chấp thủ đó. Nên là phải quán thức ăn bất tịnh để có được cái tâm thanh tịnh. Thế nào là vị ấy đi vào đạm nộ phù hợp với tưởng về bất tịnh? Vị ấy đi vào đạm nộ, đạm nộ có nghĩa là chứng đắc đạo quả nhờ cái sự tưởng về bất tịnh. Có cái người cứ tưởng về bất tịnh nhiều như thế này mà có khi chứng đắc đạo quả, tưởng về cái sự bất tịnh mà chứng đắc đạo quả. Có một cái câu chuyện, thế là có một cái vị tỳ kheo này đi đến, đang đi ở trong rừng thì bị nà đói. Có một cái câu chuyện là vị tỳ kheo này đi khất thực đến nhà một cái người thí chủ. Thế là người thí chủ này, người thí chủ này mới bảo với các con mình, các con hãy làm một cái món cơm sữa để cúng dường cho cái vị đấy. Mà thế con nhà ta ăn cái gì? Nhà ta ăn cái đồ nguội, cái đồ hôm qua đấy. Thế là cái vị này ngồi mang cái thức ăn về quán thì thấy nó hổ thẹn. Thế nó hổ thẹn quá mà. Thế là mình tu tập thế này mà được mọi người người ta phục vụ như thế này, mà mình mà không đắc đạo, không giải thoát được cái sinh tử thì mình mang nợ rất là lớn. Thế là ngay trong ngày hôm đấy, khi mà xong cái giờ ăn đấy, vị đó ngồi thiền với một cái tâm, với một cái quyết định tâm nó rất là mạnh và bị chứng được quả A-la-hán. Thì đấy là cũng là nhờ cái sự nhàm chán, cũng nhờ cái thức ăn mà đi đến giải thoát, nhờ cái sự quán về thức ăn càng trễ. Cho nên là vị khi mà ăn cứ phải quán ta thọ thức, vật thực đây không phải để vui đùa đấy, không phải để ham chơi, không phải để chăm sức, không để làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được bảo trì mạnh khỏe, để tránh sự tổn thương, để trợ duyên phản hạnh. Thì khi mà mình cứ phải quán như vậy thì nó sẽ trợ duyên cho cái sự hành thiền, nó sẽ chứng đắc thiền nhanh và nó sẽ giải thoát nhanh, nó đắc đạo cũng nhanh. Thế cho nên trong khi ăn là phải quán về cái bất tịnh. Thiền tưởng niệm vật thực bất tịnh được thực hành thuần thục, khiến cho các triền cái chế ngự, các dục tham được đè nén, thiền sinh dễ dàng tu tập các cái pháp thiền tuệ Vipassana và chứng đắc đạo quả Niết Bàn nhờ thiền quán bất tịnh làm nền tảng. Vị ấy đi vào đạo nộ phù hợp với tưởng niệm về bất tịnh. Thế này, cái người nào mà thực hành thiền tưởng niệm bất tịnh này để nó đè nén lại các cái phiền não, đè nén lại các cái triền cái, nó đè nén lại cái dục tham. Chứ bây giờ mình ngồi mình cứ tưởng niệm đến món ăn thì nó có đắc được thiền không? Cứ ngồi đây nghĩ đến thịt gà thèm nhỏ dãi đó. Thì nó cứ vào định một tí nó lại suốt định ra, nó lại nghĩ này, biết là nên biết hôm nay được ăn cái gì này. Nghĩ là, ôi, mấy ngày hôm nay ở chùa không được ăn thịt thèm quá, mai nào về phải ăn bù. Thì nó cứ tưởng như thế thì nó không đè nén được. Nên là bây giờ mình ngồi mà nó cứ nghĩ đến cái món ăn nó nhớ,
nhớ đi mà nó nhớ những món ăn ở nhà, nhớ cái món canh cái, nhớ cái món thịt bò tái, nhớ cái món phở, nhớ cái món tôm hùm, nhớ cái món nọ món kia, thì lúc đấy phải quán làm gì? Lúc đấy thì phải quán những cái thứ nào cũng là bất tịnh. Nhất là cái người nào mà ăn thịt thì mình phải nghĩ thịt này là thịt con ta, thịt cha, thịt mẹ, thịt những cái người thân bằng quyến thuộc nhiều đời của ta. Nên là đừng có thèm, chớ có thèm. Lúc đấy khởi lên như vậy nó chế ngự được cái tâm thèm, không thèm. Mình khởi lên cái gì mà thì lúc đấy cái tâm nó không khao khát, không thèm. Thường là mình ngồi thiền mà ngồi chờ đến giờ đi ăn, tôi ngồi hôm nay nhịn bữa, ngồi tuột rồi đến ngày mai cho xem nó có đắc định không. Thế là ngồi xuyên từ hôm trước đến hôm sau, ngồi thử vậy xem nó đắc định không, đắc sớm nó cũng đắc muộn, không đắc trước nó cũng đắc sau. Thì nó nhanh chóng, khi nó đắc định rồi nó sẽ đắc đến đạo quả, chứng đắc đến đạo niết bàn, giải thoát ngay. Còn thì bây giờ đến cứ no no này, bây giờ mình ngồi thấy bụng nó đói rồi thôi, chả không có cái thân này nó khổ, nó sinh bệnh chết. Đi tiếp tế cho nó, đi tiếp tế cho nó. Thì nó sẽ sinh ra cái lười biếng, nó sinh ra giải đãi. Còn nếu mà mình cứ quán cái vật thực nó bất tịnh như vậy là mình không có thấy vật thực là chướng ngại nữa, thì lúc đấy bắt đầu nó có thể ngồi thiền tới một ngày một đêm, hai ngày hai đêm, ba ngày ba đêm, không cần phải trả nữa. Thì lúc đấy định nó rất là sâu, rất là mạnh, cái sự chứng đắc nó rất là cao. Đó là cái sự tưởng niệm về cái vật thực bất tịnh, cái pháp thiền, thực hành thiền như vậy. Đến đây là hết. Yeah, somehow.